Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh thấp qua khu vực Bắc Bộ nên đêm nay và ngày mai tại đây tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng với tố lốc, gió giật mạnh cũng như hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp và khả năng sạt lở tại khu vực đồi núi. Dự báo khoảng từ ngày 5 tháng 8, rãnh thấp qua khu vực phía Bắc hoạt động yếu dần, diện mưa sẽ thu hẹp tại Bắc Bộ. Những cơn mưa rải rác sẽ chỉ còn xảy ra tại khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, mưa sẽ giảm dần xuống diện vài nơi, nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Với các tỉnh thành miền Trung, trong 24 giờ tới, mưa còn diễn ra rải rác, tập trung vào chiều tối. Nhiệt độ vì thế ở dưới mức 35 độ. Tuy nhiên, từ ngày 5 tháng 8 thì mưa sẽ giảm dần và nắng nóng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới vẫn chịu tác động chính bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam gây mưa dông tập trung nhiều trong thời điểm về chiều và tối. Cục bộ có mưa dông mạnh. Khuyến cáo với người dân khu vực về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông là sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ duy trì mức mát mẻ, dễ chịu. Cao nhất ngày tại vùng núi cao Tây Nguyên phổ biến là từ 26 đến 29 độ, khu vực Nam Bộ là từ 29 cho tới 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng hút gió mạnh của bão Khanun, toàn biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa đều có chung gió hướng Tây Nam. Trong đó, cường độ gió Tây Nam trên khu vực phía Bắc và giữa của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa cũng như khu vực phía Tây của vùng biển phía Nam biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực huyện đảo Trường Sa đều ở mức cấp 6, giật cấp 8, biển động, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 3 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.